quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thường Đàn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Nhạn mắc thoái cột sống. Thoái cột sống có hai dạng là thoái cột sống thắt lưng và thoái cột sống cổ. Đây là bệnh lý mãn tính có tỷ lệ mắc cao, thường tiến triển chậm và tăng dần về mức độ. Tổn thương cơ bản của bệnh này là tình trạng sụn khớp và địa đệm ở cột sống bị thoái hóa, gây đau, biến dạng cột sống và hạn chế khả năng vận động. Tuy nhiên, cũng tùy vào vị trí thoái hóa mà những tổn thương cơ bản của bệnh sẽ khác nhau. Trong thoái cột sống lưng, vị trí các đốt L4, L5, L5S1 là phổ biến nhất vì thường chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể. Trong khi đó, thoái cột sống cổ thì vị trí mắc bệnh phổ biến nhất là các đốt C5, C6, C7. Thoái cột sống có thể là hậu quả gây ra bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, các nguyên nhân được liệt kê dưới đây là phổ biến hơn cả. Do quá trình lão hóa tự nhiên, tuổi tác càng cao thì xương, sụn khớp càng bị bào mòn. Lão hóa do quá trình trao đổi chất và sản sinh tế bào mới kém đi. Do lao động nặng, người làm công việc phải bê vác vật nặng hoặc thường phải cúi người, xoay cổ, khom lưng thường xuyên. Tư thế sinh hoạt sai, ngồi nhiều, ngồi quá lâu, nằm sai tư thế, vân vân. Người có tiền sử chấn thương cột sống, từng phẫu thuật cột sống do tai nạn, do thiếu chất, ăn uống không đủ chất, đặc biệt là sự thiếu hụt canxi, magie, kali, các vitamin, do di truyền, do lười vận động. Lười vận động thể chất khiến xương khớp kém linh hoạt. Quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất đến xương khớp sẽ kém, thúc đẩy nhanh quá trình thoái hóa. Thưa quý vị, Viện Cấy chỉ Hải Thường Đàn Ông đã nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp cấy chỉ cắt cụt để điều trị các căn bệnh về xương khớp và thần kinh, là một bước phát triển vượt bậc của y học Việt Nam, đem đến cho bệnh nhân một phương pháp điều trị mới, an toàn, lành tính, tiết kiệm, hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.